Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo ngày hôm nay. Hôm nay thì nghe bảo là ra mắt thẻ vô cực mùa mới đúng không nào? Ok, chúng ta lên đường. Ui, như vậy là có hai đứa Kulin này anh em ạ, hai đứa đuôi cáo. Oh man. Ui. Ma. Con này, ui. Kinh ngạc anh em ạ. Ui. Nhìn quả kỹ xảo thẻ vô cực lần này đẹp anh em ạ. Thẻ vô cực mùa này của chúng ta mang tên là đặc vụ thú cưng nha mọi người. À, anh em đừng quan tâm đến kiểu tóc của tôi nhé. Mới tắm gội đầu xong nên là đây này anh em thấy không? Tóc như lông lở. Nó lại bảo tóc bảnh như lông lở. Tần mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Rồi nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái món sau đây. Mình sẽ review nhanh đi. Ok, một cái áo khoác cáo à. Nhận. Rồi ok, skin a đúc xoáy hú này. Nhận. Dù xoáy hú này, nhận. Nãy giờ tôi chưa thấy món gì đặc biệt cả. Chúng ta có một cái áo thun cáo này, nhận luôn, ok. Đây, đây nhá anh em nhá, nhìn này. Gói đặc vụ mèo, oh. Đây là gói đặc vụ mèo dành cho nữ nha anh em. Ui, cái méo gì đấy. Đây là ngực của nhân vật nữ à? Oh my god. Tôi sẽ nhận nó anh em ạ. Nghe kiểu đây là một cái bộ trang phục rất thích hợp cho những bạn nào kiểu thích phong cách rapper đấy. Tôi thấy là bộ trang phục này mix vô cùng cầu kỳ luôn anh em ạ. Đẹp. Ok ok ok. Và để mua full mảnh thì chúng ta sẽ phải cần đến là 225 cái huy hiệu. Ui dồi, hôm nay nhá, sĩ đệ ra nhá, phang hết luôn anh em. Được chưa ạ? Thì mở đến cái mảnh cuối cùng ấy là chúng ta cần 2800 kim cương nữa. Không phải là nhiều. Dích kít mà anh em, tôi dạo này gọi là đập thoải mái luôn, được chưa? Xong rồi nhá, giờ mở này. Đấy, ui dồi, cứ phải mở từ từ không ạ? Đâu rồi ta? Chúng ta sẽ có một cây súng M60 anh cáo. Quất nó. Có gì nữa đây? Oh. Oh my god. Cái này cái hành động rắc muối này. Ui. Thú vị đấy. Ok, chúng ta có một cái áo thun sói à. Tức là mùa này đặc vụ thú cưng là có hai bộ trang phục, nam là bộ trang phục sói, nữ bộ trang phục mèo. Chúng ta sẽ cùng xem nào. Có một cái ván anh cáo này. Oh man. Ui. Nhìn quả ván xịn sò vãi trưởng luôn anh em. Thẻ vô cực mùa này anh em không mua hơi phí nhá. Tôi là tôi khô máu rồi. Đâu rồi, còn cái gì nữa nhở? Đây, chúng ta có một cái hòm xác này. Hòm xác chủ yếu là địch nó nhìn thôi anh em ạ. Ví dụ anh em mà hay bạn nào hay fit team giống mình ấy, hòm xác hiện liên tục, thằng địch nó sẽ bảo ngay là ui dích vãi nồi. Kiểu mới ra mà đã kể điểm thẻ vô cực kinh thế. Ok, chúng ta có một cái ván xoay hú đây. Quất. Được, thật sự luôn. Trông quả vá này ngon không? Các bạn thấy ngon không? Riêng mình thấy ngon và chất lượng đấy. À, khuyến mãi free một đá chế tác này. Nhiều khi anh em quay đá chế tác mãi không được đâu. Được chưa? Ui, quả ba lô này. Ba lô mèo lửa nhá. Thì có ba lô sói lửa không? Tôi nghĩ là cũng có ấy. Level 1 này, Level 2 này, Level 3 nó mang theo phong cách giống kiểu ba lô mèo pharaoh ấy, kiểu Ai Cập ấy công ạ, nhưng mà được thiết kế lại á. Oh man, ui, nhìn quả này. Ừ, trông kiểu sấm sét ngầu vãi nhở. Chúng ta có ba lô vút sói này. Ok, cái ba lô này nó rộng hơn xíu. Nhưng mà nói chung là cũng ngầu. Đồ khuyến mãi thẻ vô cực mà lại anh em cày điểm nhá. Chúng ta có một cái mảnh thức tỉnh. Ok. Và đây, đây mới là cái món cuối cùng nha anh em nhá. Gói đặc vụ cáo nhá. Oh man, bạn nào bảo cũng xịn xò đấy. Trời ơi này, có earphone này. Đây đây,
Nó giống như kiểu cái tai nghe này của tôi này, câu này, nhưng mà cái mic nó hư, tôi vứt mẹ đi rồi. Ok, chúng ta có gói đặc vụ cáo. Oh man, trời ơi, má xịn sò anh em ạ. Được đấy, được thật sự luôn anh em ạ. Nói chung là cái thẻ vô cực mùa này chất lượng, các bạn không mua hơi phí. Tóm lại, review xong rồi, thay đồ nhở. Đấy, anh em mở nó sẽ tự động vào cái tài khoản của các bạn luôn nhá. Đây này, thời trang này anh em thấy không? Úi rồi ôi. À, còn cái hành động rắc muối tôi phải thêm vào ngay. Thật thật thật. Hành động rắc muối là tôi phải thêm vào ngay. Hành động giới hạn nhá, một thẻ vô cực mới có thôi công ạ. Đâu rồi? Mình sẽ thay vào cái hành động nào nó cũ cũ một tí đi. Cái này đi, cái này đi. Ok. Như vậy là đã xong anh em. Rắc muối này. Chegou a hora. Solta o som. Téo, 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 téo. Ui dồi ôi, công thấy chưa? Hành động Chegou độc a quyền hora. thẻ vô cực Solta nhá. o som. Xứng đáng đồng tiền bát gạo chưa? Hãy mua thẻ vô cực nhanh tay nha anh em. Rồi nhá, chúng ta lên đường đến với video ngày hôm nay. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì lâu lắm rồi không có một trận đấu là mình chơi team 3 nha mọi người. Thế thì ngày hôm nay là lại cùng với hai người bạn của mình là Tây Dũng và Sát Thủ đấy, tổ đội này. Ui, vãi cả trưởng, xong nốc một đứa này. Oh man, còn ai nữa không nhở? À đủ, thằng nào đây, thằng nào đây? Ui, thằng nào đây? Đậu xanh này này, ui rồi này. Cơ bản là hiện tại thì mình có mỗi cây mà P5 nên là bắn xa hơi kém. À đủ, mày tưởng trước mặt mày ngon à? Oh man, thằng bạn nó đai chắc luôn rồi, nghe mày. Sao hai kill nhẹ nhàng đấy, mới vào đầu trận phải gáy luôn thì địch nó mới sợ được công ạ. Làm sao đấy hả Dũng ơi, có gì đấy? Tranh thủ lúc xa cái nhở. Nhưng mà cơ bản thì cái lúc mới vào mình nghèo quá anh em ơi, lượm được có mỗi một cây MP5. Ui vãi chỗ này, mày dám bắn bạn tao à? Đấy, thằng nào động vào đồng đội của anh là anh cho lên bảng điểm số luôn chứ nhở, láo toét à. Rồi nhá, ok, nếu như mà các bạn thấy video của mình hay thì các bạn đừng quên để là hãy like cũng như là chia sẻ video giúp Kẹo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok, và chúng ta let's go thế nào. Phải nói là rất nhẹ nhàng và đơn giản. Thì hiện tại đây mình đã có được 3 kill rồi, anh em thấy là có easy không ạ? À? Các bạn là mới nhảy dù xuống hôm nay thì lại gặp mấy đứa kiểu ngáo ngáo nữa. Sáng nay nhá, chôn mấy đứa anti fan một vố luôn này, đậu xanh này. Riêng Kẹo thì Kẹo còn lâu mới nghỉ YouTube nha. Mấy thằng suốt ngày cứ bảo tôi lỗi thời hết thời. Thật ra thì mình chẳng quan tâm về những cái điều thế này. Cơ bản là anh em còn xem video thì mình còn làm thôi đấy, chẳng ảnh hưởng gì cả. Và ngay cả mấy cái việc mà mấy đứa anti fan dislike video mình thấy cho nó rảnh vãi cả trưởng ra. Này, dành thời gian để làm mấy cái việc ý nghĩa khác hơn đi em ơi. Đừng có dành thời gian ghen tị người khác rồi em thấy là... Đấy, như anh đây đúng không nào? Gửi lời đến mấy thằng Antifa nhá. Đấy, công thấy không ạ? Càng ngày tôi vẫn phát triển bình thường, còn các ông thì sao? Ngồi bỏ ra cái thời gian dislike video để xem video của tôi. Đấy, công thấy công ngu chưa? Đấy, vừa xem video tăng tương tác cho tôi rồi. Ui dồi ôi, lần sau ấy, ghét ai ấy, nói này, mà nghe này, mấy đứa Antifa này nhá, dành thời gian ấy. Thế là các ông xem thấy không, tôi càng ngày tôi vẫn phát triển bình thường, còn các ông thì vẫn chỉ là mấy con ếch ngồi đầy giếng thôi. Thật, đậu xanh mấy thằng anti-fan trẻ trâu vãi chưởng. Này, nếu mà nói là xét về độ trẻ trâu thì mấy thằng anti-fan không có tuổi với tôi anh em ạ. Bởi vì nhá, ngày trước là tôi hơi bị trẻ trâu luôn đấy, tưởng mà sợ. Là một số thằng anti-fan kiểu nó thấy tôi kiểu hiền hiền đấy vào chửi, riêng Kẹo Kẹo chửi lại ngay. Các bạn thì fan của mình rất là yêu quý, nhưng mà thằng nào ngáo ngáo cái nó dám chửi anh em của tôi cái, hoặc là chửi tôi cái tôi chửi lại ngay, lại bảo chứ ui rồi ôi, ê em tưởng anh hiền thế này thế kia, hiền hiền quần què rồi nha mọi người. Ok, thì phải nói là khá là lâu rồi đấy thì team mình mới chơi game được đầy đủ thế này, khi mà có cả sự tham gia của Sát Thủ này, Tây Dũng này. Dạo này thì cái kênh của Tây Dũng với lại Sát Thủ thì hai ông này cơ bản là đang sắp chuẩn bị là lên núi ở ẩn hay sao anh em ạ. Nói chung là ra khá là ít nội dung, còn tôi vẫn làm đều đều chứ các bạn xem bình thường. À mà nhớ,
Video này anh em xem đến đây rồi, bạn nào chưa like, chưa đăng ký kênh thì anh em like, đăng ký kênh đi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ui, thôi thằng sát thủ nó với con xe kia một mình nó đi luôn. À, láo thế anh em nhở. Thì cơ bản là như thế này, đậu xanh tôi chạy con xe này chậm vãi, thật ra là mình cũng khá là sợ bị bắn. Nhưng mà tầm này là chỉ có lại có mấy đây, 6 người chơi thôi, tranh thủ kiếm mạng thôi, không là đồng đội nó liếm hết mạng thì lại hơi bị buồn. Đấy, riêng team mình chơi game là chỉ sợ hết mạng thôi anh em ơi, chứ còn là không sợ đai, không sợ nốc đâu. Ờ vãi nhở, hiện tại thì bo đã thu lại rất là nhỏ luôn rồi anh em ơi, anh em thấy không ạ? Quả bo trông nhỏ vãi trưởng rồi này. Oh man, thằng nào chết vì bo kia. Ui, còn lại một đứa đây. Cái gì vậy? Nani, công kêu nhau nhanh vậy còn đúng một đứa đây. Vai cả trưởng nhở. Ấy cái gì đấy, cái gì đấy? Sát thủ ơi, đừng, thằng quấy đi rồi, thằng quấy đi rồi anh em ơi. À, đậu xanh này, yes, ngon. Như vậy là Buya win rồi các bạn ơi. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Kẹo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.